Tại chùa Sóc Xoài, khu phố Sơn Tiến, thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang, vào sáng qua, ngày 5 tháng 6 năm 2022, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh chính thức tiếp nhận và thọ giới tỳ kheo cho 50 vị sa di đến từ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đại giới đàn dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Danh Động, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang. Tế độ tại giới đàn thọ giới tỳ kheo có Hòa Thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng Hai Trung ương. Thượng tọa Danh Phản, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang, cùng 23 vị tôn túc Yết Ma đồng chứng minh tại buổi lễ. Tại đây, 50 vị sa di đồng loạt đảnh lễ Đức Hòa Thượng chứng minh. Đồng thời, Hòa Thượng Tế Độ đã có lời đạo từ sách tấn tới các tân tỳ kheo tại giới đàn mang tính biệt truyền của hệ phái Phật giáo Nam truyền. Ngài nhấn mạnh, các tân tỳ kheo nên chấp hành nghiêm và hành trì giới luật Phật chế. Đối với bậc tỳ kheo, phải tuân thủ nghiêm 227 giới mà chư Phật đã định khi Ngài còn tại thế. Đặc biệt, nên tránh xa 4 điều cấm kỵ của Ba La Di. Được biết, đại giới đàn tỳ kheo là nghi thức rất quan trọng đối với bậc hành giả hệ phái Nam truyền. Thọ giới là sự kiện trọng đại của người xuất gia, khẳng định sự tự nguyện thọ lãnh của giới tử đối với các phép tắc uy nghi mà mình sẽ sống một cách đầy đủ nhất. Thọ giới cũng là bước đầu khẳng định vị ấy cam kết bước đi trên con đường tự do giải thoát và phụng sự một cách kiên cường, vững chãi nhất.